Dạ, một em lọc không khí bù ẩm dùng VIP nha mấy bác. Dạ, đẹp long lanh. Pana FVC55XK. Con này mấy bác hay kêu là gì? Pana dân gì ạ? Dạ. Lọc bụi mịn 2.5 luôn ha. Con này nó điều khiển được các hướng gió. Dạ. Con này mấy bác coi hướng dẫn sử dụng ở trên mạng dùm em, rất là nhiều bác làm rồi. Ở đây em chỉ tắt chức năng chạy thôi nha. Đâu có Google dịch về là ok. Cái này nó có cả làm cho gì? Quần áo khô gì à. Dạ. Này nó điều khiển cái những cái cửa gió này cho gió nó lan hết khắp phòng rồi để cho khô quần áo gì á. Google dịch cũng ra hết nha mấy bác. Mấy cái chữ này mình xài Google dịch giùm em. Này. Khi đó mặt nó dâng lên để nó lấy gió mặt trước nè. Nhà tắt đi. Cái này là 4 tốc độ gió nè. Mạnh nhất nè. Mạnh vừa, trung bình, yếu và có cả chế độ phòng ngủ luôn. Khi mà để chế độ phòng ngủ thì sẽ không chỉnh được mấy cái này nữa. Dạ. Yeah. Còn cái này là đó, giống như cái nãy em nói là có cái kia, có cái gì quần áo gì á. Còn cái này là có bù ẩm. Cái này không bù ẩm. Giờ cái này là ngẫu nhiên. Nghĩa là thí dụ vậy, nếu cảm thấy là yếu thì nó mới buồn. Con này thì ngoại trừ lọc gió, tấm lọc gió này nọ theo theo máy còn, thì em cũng có luôn cả dự phòng luôn nha. Đây. Kể cả lọc thang lẫn lại tấm lọc dự phòng em có đủ. Bác nào muốn mua cái gì đó thì ok, mua máy không cũng được, hoặc là mua thêm cái này em bán thì cũng được. Cái này thì tầm phải 4 năm, nếu xuyên vệ sinh này nọ phải 4-5 năm mới cần phải thay. Rồi, em cảm ơn mấy bác. Nó sẽ xếp lại. Tránh để mà đụng nó gãy, đi vô tình dướng nó gãy.